nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mạch LED DK8916D. Mạch này có thiết kế và sử dụng giống mạch LED 8916 full. Và mạch này có thể ứng dụng trong các mạch điều khiển LED vẫy, làm quảng cáo và các ứng dụng LED khác. Vì đây là bộ đi nên các bạn phải mua thêm các linh kiện để hoàn thiện mạch. Với những linh kiện như một con IC89S52, hai con 74HC245, các con tip, các con chan tip 41C hoặc D882 tùy theo công suất, bạn cũng có thể dùng các con phép tương ứng với các chân GDS, VCE. Ngoài ra các bạn phải mua thêm các con KF762 để cấp nguồn và đầu ra cho các LED, các con tụ, một con 7805 và con chéo công suất. Nếu không muốn dùng con KF thì bạn có thể hoàn toàn có thể hàn trực tiếp lên mạch ở phía sau. Và phần mềm và mạch nạp này thì các bạn có thể sử dụng ngay phần mềm LED MH của Minh Hà để nạp chương trình cho nó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.